Việt Nam đang là điểm đến thu hút một lượng lớn vốn đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt là các chuỗi nhận quyền F&B và trung tâm thương mại ngày càng phát triển, kéo theo các nhu cầu về làm lạnh không gian và bếp ăn công nghiệp. Vậy nên, những thách thức khi nhà đầu tư tìm kiếm những nhà thầu hệ thống điện lạnh chính là một đối tác có số lượng lớn hàng tồn kho để lắp đặt hệ thống chuỗi cửa hàng theo đúng tiến độ. Đồng thời nhân sự phải có chuyên môn cao, khả năng thiết kế hệ thống phức tạp và dịch vụ bảo trì bảo hành kịp thời. Với sự hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm tích lũy trong gần 2 thập kỷ, Đoàn Gia đã khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện lạnh thông qua việc thực hiện thành công hơn 5.000 dự án, đặc biệt là các dự án cho các chuỗi nhượng quyền ngành F&B, điện lạnh công nghiệp, từ đó xây dựng uy tín và chất lượng không thể phủ nhận trên thị trường. Đoàn Gia được thành lập vào năm 2007 tại thành phố Hồ Chí Minh và cho đến nay đã có khả năng cung ứng và bảo hành khắp Việt Nam, Campuchia với số lượng nhân sự lên đến hơn 100 người, trong đó có hơn 70 kỹ thuật viên điện lạnh. Chất lượng sản phẩm luôn được Đoàn Gia đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, chúng tôi nhập khẩu chính ngạch thiết bị từ các thương hiệu lớn như LG, Lasso, Keystone để đảm bảo công nghệ sử dụng luôn là mới nhất và đi đầu trong ngành công nghiệp điện lạnh. Bên cạnh đó, Đoàn Gia còn sở hữu hai kho hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với tổng diện tích lên đến 1.700 m². Chúng tôi luôn đảm bảo trữ lượng hàng hóa với giá trị tối thiểu 25 tỷ đồng tại kho hàng. Chính vì vậy, Đoàn Gia tự hào có đủ hàng có sẵn với số lượng sản phẩm đa dạng đáp ứng cho tất cả nhu cầu từ chuỗi nhượng quyền. Chúng tôi có đội ngũ 70 kỹ thuật viên chuyên cho từng chuỗi nhượng quyền, nắm rõ nghiệp vụ và sẵn sàng có mặt 24 giờ để xử lý vấn đề nhanh chóng, không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của khách hàng. Với slogan giải pháp làm lạnh toàn diện cho mọi công trình, Đoàn Gia sẽ là đối tác tin cậy để giúp cho công việc kinh doanh của bạn ngày một phát triển với các dịch vụ. 1. Thiết bị hệ thống điều hòa không khí, bao gồm các thiết bị như máy lạnh, bộ lọc không khí, hệ thống thông gió và hệ thống sưởi. 2. Giải pháp bếp công nghiệp, bếp nhà hàng, quán cà phê. 3. Lắp đặt hệ thống chiller. 4. Lắp đặt kho đông, kho lạnh và showcase. Đoàn Gia sẽ đồng hành cùng bạn từ các khâu tư vấn khảo sát mặt bằng, thiết kế bản vẽ 2D và 3D, thi công lắp đặt thành phẩm, chạy thử và bàn giao, bảo hành và bảo trì định kỳ cho khách hàng. Chính vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tận tâm từ mỗi nhân viên, Đoàn Gia đã nhận được sự tin cậy và đồng hành từ các chuỗi nhượng quyền, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng có mạng lưới rộng lớn như Big C, GS25, Lotteria, Go Market, Amazon, Catinat và nhiều hơn thế nữa. Đoàn Gia tự hào là đối tác giúp tăng tốc công việc kinh doanh của bạn. Trong quá trình thi công nhà hàng thì mình đã được một đơn vị setup rất là uy tín giới thiệu về đơn vị Đoàn Gia. Trong quá trình trao đổi thì mình cũng cảm thấy được là Đoàn Gia đã có kinh nghiệm setup được rất là nhiều nhà hàng, rất là làm việc cũng rất là chuyên nghiệp về chi phí và nó cũng rất là hợp lý, nó phù hợp với lại ngân sách ban đầu mà mình đã quyết định chọn Đoàn Gia để tham gia cùng với mình trong cái dự án nhà hàng đam mê này. Trong quá trình làm việc thì mình cảm thấy được là quy trình làm việc của Đoàn Gia rất là nhanh chóng và kỹ càng, từ khâu khảo sát mặt bằng rồi lên đến bản vẽ MI và tất cả các bản vẽ về bố trí thiết bị. Sau đó thì là mình tới cái bước là duyệt bản vẽ chi tiết, thì tất cả các bước và quy trình làm việc từ thi công thì Đoàn Gia là đáp ứng rất là tốt. Mặc dù là thi công nhà hàng thì nó rất là gốc nhưng mà Đoàn Gia họ vẫn đáp ứng được tận những nhu cầu mà bên phía nhà hàng đặt ra. 제 첫 번째로는 신뢰가 가는 업체라고 생각합니다. 항상 늦은 밤이든 이른 아침이든 먼저 연락을 저희가 연락을 하면은 항상 응대를 해주시고 발빠르게 직원을 보내주시는 업체라고 생각을 하고 있습니다. 영업을 하루도 못하면은 엄청 큰 손해를 보고 있는데 그럴 때마다 인원을 바로바로 보내주셔서 정말 감사하다고 생각을 하고 있고요. 타 업체 제품까지 수리를 해주심으로써 저희 식당으로서는 정말 많은 도움이 되는 업체라고 생각을 하고 있습니다. Tôi mình thấy tủ lạnh Kitchen là thương hiệu đến từ Hàn Quốc và nó có đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ và cũng như giấy chứng nhận chất lượng. Và với mức giá tầm trung của nó thì mình thấy là rất là phù hợp với nhu cầu của đa dạng khách hàng và nói chung là ở thị trường của Việt Nam của chúng ta, và từ siêu thị, nhà hàng và đến quán cà phê. Với tư cách là một công ty có năng lực và đầy hoài bão, Đoàn Gia đã, đang và sẽ trở thành đối tác uy tín của bạn trong lĩnh vực điện lạnh. Bằng việc đem đến cho khách hàng những giải pháp điện lạnh công trình tối ưu nhất, cam kết lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác và người lao động, Đoàn Gia sẽ góp phần cho sự phát triển cộng đồng bền vững và nền kinh tế Việt Nam.
Đoàn Gia, giải pháp làm lạnh toàn diện cho mọi công trình.